Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với kênh Gác Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội đang được phát sóng trên kênh. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung chi tiết sẽ có trong tập truyện ngày hôm nay nhé. Con Hảo ngứa tiết lắm, nó không thèm chơi chữ như mợ ba mà xỉa luôn. Bà cứ làm như mình thanh cao lắm ấy. Tốt nhất là bà nên nhớ tới khoa học này để đừng bao giờ mạo phạm động vào mợ ba nữa. Cô tôi có võ hơi bị giỏi đấy. Ra chiêu nào thì kẻ bị ăn đòn chỉ có mà ăn cháo hay là vào nhà thương nằm tịnh dưỡng dài ngày thôi. Vậy nên ý, hãy đá cô tôi ra một chút. Cậu ba cũng là một tay đấm có hạng đấy chứ. Chỉ cần cậu mợ mà xong kiếm hợp bích thì có mà cả chục người như bà cũng chẳng thèm xem vào mắt đâu. Mày nói cái gì thế hả? Tôi nói sai à? Bà nên biết điều một chút đi. Đụng vào ai thì đụng, nhưng xin tránh xa cô tôi ra nhé. Thế, ta đi thôi cô. Hai chủ tớ giả bước ra ngoài, chỉ còn lại Vũ Tám ở lại dọn dẹp trong phòng. Vũ Tám nghĩ thầm. Mày được lắm con danh con. Ở cái nhà này ai cũng phải nể mặt tao vài phần. Mỗi mày là hỗn xược thôi. Được rồi, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Sẽ có lúc tao khiến mày sống không bằng chết, con khốn. Trưa hôm đó cả nhà lại tề tiệu đông đủ ở bàn ăn. Cậu ba còn cố tình gắp đồ ăn cho mợ ba và nói. Mợ phải chịu khó ăn vào còn sinh con cho tôi nữa chứ. Mợ ba liền phối hợp tung hứng với cậu luôn. Thế cậu thích em đẻ nhiều hay đẻ ít để em có biết đường? Mợ cứ đẻ hết trứng cho tôi. Con cái là lộc trời ban, vì vậy phải biết trân trọng. Tôi tin vợ chồng mình mà đẻ thì con chỉ có đẹp trở lên. Chỉ hận cho vợ chồng cậu cả ngồi bên cạnh tức như bò đá mà không thể xen vào câu nào, đành cắm đầu ăn cho xong bữa. Y như rằng chiêu dương đông kích tây của cậu ba vậy mà có hiểu nghiệm. Trưa hôm đó nhà cậu cả xảy ra chuyện. Vừa ăn cơm xong, cậu cả đã lôi sình sịch mợ cả về phòng và nói. Đấy, mợ nghe thấy thằng ba nó nhổ vào mặt tôi chưa? Cũng chỉ tại mợ cứ như một con vịt đực, chẳng chịu đẻ trứng, nên tôi mới nhục như thế đấy. Hôm nay mợ mà không tòi ra con ấy, thì 3 tháng sau tôi thay nái. Tôi nói là tôi làm, chứ tôi không có dọa suông đâu. Nói xong cậu túm lấy mợ ném mảnh lên giường, rồi cứ thấy hùng hục như chú húc mà, lao vào mợ với tất cả sức mạnh bản thân. Toàn bộ quần áo trên người mợ bị cậu thô bạo xái mảnh một cái. Tức thì tất cả xiêm y của mợ dưới tay cậu bỗng chốc trở thành mớ vải vụn, một thân thể lõa lồ bày ra trước mắt. Nói không ngoa, mợ cả cũng đầy đủ điện nước giả phết đấy, có thiếu cái bộ phận nào đâu. Tay cậu mạnh bạo vò nắn gò nuôi đôi rồi cúi xuống hừng hực ở trên đó. Tiếng mợ rên lên khe khẽ. Cậu càng hứng giật nốt cái mảnh vải nhỏ xíu duy nhất còn vướng víu nơi ngã ba ẩm ướt. Vậy là mợ đã hoàn toàn thoát y. Chưa bao giờ cậu cả mạnh mẽ như lúc này. Cậu cứ như nắng hạn gặp mưa rào, thèm khát ngấu nghiến, muốn nghiền nát tấm thân bên dưới. Mà cũng bị cậu làm cho hưng phấn tột độ. Cái thằng người trong cậu phát tiết. Bản năng gấc của cậu đánh thức tột độ. Cậu đích thị là một con đực chất như nước cất. Bên dưới mà đã ẩm ướt lắm rồi. Bãi cỏ lau được tưới đúng lúc cứ ngoi lên hứng lên những giọt sương tình. Lấy cậu 5 năm mà hôm nay mợ mới biết thế nào là sung sướng và hạnh phúc. Tiếng mợ vang lên đầy hoan lạc. Mày nữa lên, em yêu cậu. Đưa em vào sự sung sướng đi. Này thì sướng này. Tôi cho mợ sinh con ngay hôm nay. Hai con người dung tục ngấu nghiến bầu lấy nhau mặc kệ trời đất. Giờ có lẽ gầm trời có sập xuống thì cậu mợ cũng mặc. Ai bảo cậu đã đụng vào cái thứ khoái nhất của con người. Bàn tay cậu vân vê lên cái đỉnh đồi đang sưng lên mời mọc. Thằng nhỏ của cậu sau một hồi chiến đấu vẫn còn sung lắm. Tay mợ nhẹ nhàng vuốt ve mơn trớn nó một cách đầy si mê. Vùng tam giác vàng vẫn đang mời gọi, chứng tỏ mợ chưa lên đến đỉnh. Chợt nghĩ đến điều gì, mợ bảo cậu.
Cậu thấy người ta với nhau thế nào thì cậu làm với em như thế. Biết đâu hôm nay trời thương, cho mình một mụ con thì sao? Vợ chồng mình không thể thua nhà chú ba được. Mình sẵn sàng chưa? Tớ mới học được chiêu này hay lắm. Mợ nghe thấy người ta vác cày qua núi bao giờ chưa? Hôm nay tôi sẽ thử làm với mợ. Mợ có muốn rền vỡ nhà lên cũng được, bố thằng nào dám đến đây. Chỉ có tôi với mợ và đất trời chứng kiến thôi. Nhất định hôm nay tôi sẽ khiến cho bụng mợ phải sưng lên mới được. Ưỡn cái mông lên nào. Thế, đúng rồi. Mợ cảm thấy từng thớ thịt của mình như bị nong ra, dâm gian như kiến bò, làm mợ mê mẩn tâm can và sung sướng vô cùng. Tiếng rên mỗi lúc một to, đúng kiểu một con lợn cái nào động được. Mợ không biết rằng cái thế giới mà cậu mợ cho là thế giới riêng của hai người đã bị kẻ khác xâm phạm. Cánh cửa mở toang chỉ có tấm rido hờ hững, buông xuống, không đủ che chắn những gì bên trong. Ngoài cửa có một kẻ đã nhìn thấy tất cả. Mới đầu nó chỉ tình cờ đi ngang qua hành lang, nhưng lại nghe thấy tiếng động dung tục vang lên thì không dừng được, liền tiến đến nơi phát ra tiếng động lạ. Và nó đã nhìn thấy thứ không nên nhìn. Hai đôi chân trần cuốn chặt lấy nhau, dưới sàn là một đống áo quần tè tùa rách nát, hai thân thể trần truồng giao hoan. Thì ra những tiếng rên rỉ ái ân mà nó vừa nghe thấy được phát ra từ căn phòng này. Đôi mắt nó vô tình nhìn xoáy vào một vật. Cái vật ấy to như cái chảy dã cua bằng thịt, đang vươn lên khiêu khích thứ bên dưới. Cái vật ấy bỗng chốc khiến nó khựng lại thèm khát. Bản năng của một con cái ngay lập tức bị đánh thức. Nó thấy bên dưới của mình cũng bắt đầu ướt át. Bàn tay nó giơ xuống thì cảm nhận được thứ gì nhơn nhớt dính vào tay. Chỗ ấy đã sưng to quá rồi. Ôi là trời, nó cũng là con gái. Nó đã dậy thì và cũng có những sự rung động, thèm khát đầu đời. Tự dưng nó ước ao. Nó ước giá như cái chày thịt kia một lần chọc qua bên trong. Nó muốn được làm con đàn bà của cậu. Bàn tay nó một lần nữa thọc vào trong giải yếm, nơi có đôi trái đào cũng đang cương lên. Hai trái đào tiên đang độ chín cứng ngắc, no tròn trong tay nó. Nó thèm muốn và ước ao. Bên trong hai con người kia vẫn đang bần bò nhau mê mẩn trong cái ái tình triền miên. Và có một kẻ bắt đầu ủ mưu tìm kế. E là lần này mợ cả khó mà đối phó được một con hầu ít tuổi, nhưng đầy rẫy những mưu mô. Thấy đứng ở ngoài cũng đã lâu, sợ người bên trong phát hiện ra. Hơn nữa, cái bản năng giống cái của nó đang thôi thúc mãnh liệt. Nó liền đi nhanh về cái nhà ngang, nơi dành cho đám người làm và kín đáo, chui vào cái ổ rơm, chỗ mà hàng ngày nó vẫn ngủ ở đó cho ấm. Tầm này cũng chưa phải làm gì, nên mọi người đều tản mát đi hết. Ông bà chủ và các cậu mợ thì ai ở phòng đấy. Nó liền từ từ nằm xuống, gách một chân lên, đưa tay vào vùng tam giác mân mê giờ mó. Nó đang tưởng tượng ra đó là bàn tay của cậu. Chỗ ấy của nó đang co bóp rất mạnh. Nó lăn lộn cắn răng để tránh phát ra tiếng rên. Nó nghĩ bụng, nhất định cậu sẽ là của nó. Nó sẽ thay mợ chăm sóc cậu. Người đẹp như nó chắc chắn sẽ sinh cho cậu những đứa con xinh đẹp. Chắc chắn là nó không thể thua mợ được. Từ hôm được cậu khai thông, mợ tươi tỉnh hẳn ra. Người mợ mơn mởn như rau vừa được bón thúc. Cặp mông của mợ vắt vẻo tanh tái gọi mời, khiến con Tâm nhìn thấy mà ngứa cả mắt. Sau càng ngày nó càng thấy ghét mợ tệ hại. Người đâu chả được cái nước non gì, ăn với trương diện là giỏi, lại còn chẳng biết đẻ. Đàn bà như thế là đàn bà độc, ai mà thèm. Nhưng mà nghĩ thì nghĩ thế thôi, chứ ngoài mặt nó vẫn phải tươi cười thẽn thọt với mợ. Người như nó đúng là có một không hai. Tí cái tuổi đầu mà tâm cơ lớn quá. Chẳng biết nó sẽ làm ra cái trò gì, nhưng xem ra mợ cả vẫn hợp với nó lắm, vì nó danh mà. Mợ chỉ cần nói hở ra một tí là nó đoán được ý mợ ngay. Lại nói về vợ chồng mợ ba, từ hôm cưới đến giờ cậu vẫn chưa đụng vào người mợ. Nhiều lúc cái thằng người trong cậu cũng vươn lên đòi hỏi, nhưng đã chót hứa với mợ là cậu sẽ giữ cho mợ đến khi nào 18 tuổi mới bắt mợ làm theo, đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Xong, một người đàn ông chuẩn chỉnh như cậu làm sao mà chịu đựng được sự tranh tịnh mãi khi nằm cạnh một người con gái đang phơi phới xuân thì như mợ.
Còn nhớ sáng nay khi tỉnh dậy, cậu suýt ngạt thở vì thấy đôi chân của ai kia đang quặp lấy người mình. Cậu phải khó khăn lắm mới gỡ được đôi chân ngọc ngà đấy ra. Mỗi lần đụng vào đôi chân ấy thì cậu lại thấy dạo rực hết cả người. Chỉ cần đôi tay cậu lên trên một chút thôi là quả tòa thiên nhiên kia sẽ là của cậu. Xong, cậu không dám. Nhìn khuôn ngực đầy đặn, no tròn, đang phập phồng sau tà yếm kia, mà bất giác cậu nuốt nước bọt ừng ực. Bố mới chứ, mỡ để cạnh miệng mèo mà chẳng được sơi, tức đến thế là cùng. Đang trong dòng hồi tường thì tiếng mở lại réo rắt bên tai. Ở trong nhà mãi chán lắm, cậu cho tôi đi chơi một tí nhé. Mợ đòi đi đâu? Đừng có nói với tôi là mợ đi phá làng phá xóm. Chẳng ngờ mợ đáp luôn. Không, lần này tôi không có đi gây chuyện đâu. Tôi tởn rồi. Cậu cứ nhắm mắt, mở mắt canh cho tôi, để tôi ra vườn hái ổi. Tôi tằm thấy mấy cây ổi nhà mình chín trắng ra, mà chẳng có ai sơi. Tí cả cái của rời ra, toàn là hoa quả sạch. Mợ định trèo cây hái ổi à? Không được. Nếu mợ thích ăn, chiều tôi bảo thằng hám nó lên hái, tôi cấm mợ trèo cây đi. Vợ của cậu ba ai lại đi leo chót vót lên cây như mấy đứa ở như vậy? Mà cứ ở yên trong phòng cho tôi nè. Đi mà cậu. Tôi thèm được ăn ổi do mình hái, chứ hái sẵn mà ăn thì còn cái gì mà ngon. Cho tôi hái một lần thôi nhá. Đảm bảo với cậu, tôi trèo cây giỏi số 2, không ai dám nhận số 1. Xuống nước thì tôi có thể thua cậu, nhưng trèo cây thì không đâu. Không là không, mợ là mợ phải ở yên một chỗ này cho tôi. Gát thật. Bây giờ tôi còn phát hiện ra thêm một cái tính xấu nữa của cậu, đó là cái tính gia trưởng, đồ mắc dịch. Mợ nói ai là đồ mắc dịch đấy? Nói lại tôi nghe. Tôi đâu có nói cậu đâu. Tôi nói con trâu kia kìa. Cậu không thấy con trâu nó đang đứng chơi chơi ngoài vườn à? Không cho hái thì thôi, làm gì mà căng thế? Lên đấm lưng cho tôi một cái nào. Đang đau muốn gãy cả lưng ra đây này. Nam nữ thụ thụ bất thân. Cậu nhờ thằng hám nó lên đấm cậu cho, chứ tôi là tôi chịu. Mợ định ăn miếng trả miếng với tôi à? Tôi lấy mợ về để làm cái gì? Lấy mợ về để làm gì? Mợ học gia quy chưa hả? Đọc lại điều thứ 5 cho tôi nghe. Nhanh lên, trèo lên đây, đấm lưng cho tôi. Mợ mà không đấm, tôi ra tôi nhờ con Tâm nó đấm lưng đấy. Nói đến con Tâm, mợ mới nhớ ra. Mợ thấy con này dạo này lạ lắm, cứ ngúng ngoa ngúng ngoẩy như con đĩ thầy ý. Rõ ràng là đang làm dáng. Mà ở nhà này thì nó làm dáng với ai? Chợt mợ đưa tay lên nhéo một cái thật đau vào tai cậu, miệng rít lên. Cậu mà tơ tưởng đến nó nhá, tôi cắt cả cụm. Đàn bà con gái đâu mà thấy dai là mắt lúng la lúng liếng, lộn hết cả lên. Thế tôi tưởng là không ghen chứ hóa ra là cũng ghen à? Đừng có nói là mợ đang bắt đầu mê tôi rồi đấy nhá. Thôi, đấm lưng cho tôi đi, mợ lý sự nhiều quá. Tôi mà thèm thích cậu, ghen cũng chả phải. Nhưng cậu là chồng tôi, chẳng lẽ tôi lại không có quyền? Thế thì tôi là mô à? Tôi ghét nhất là cái hạng đàn bà, cái gì cũng muốn phơi ra cho thiên hạ xem. Nếu mà cái ấy không dính vào người, khéo nó cũng mất bố rồi. Mợ chua ngoa thật đấy nhở? Người ta cũng là đàn bà như mợ. Có cần thiết phải nặng lời như thế không? Cậu cứ thử đi. Bình thường á, tôi hiền lắm. Nhưng kẻ nào mà sờ vào đồ của tôi sẽ đánh cho kẻ đó què tay và phu mỏ ra đấy. Tôi là mợ Ba Hân, chứ tôi có phải là cái rẻ rách đâu. Cuối cùng thì mợ cũng đã thú nhận rồi nhá. Tôi thích câu này. Mợ cứ tới mà làm. Đứa nào mà động vào váy mợ, cắt tiết nó ra cho. Tôi sẽ xé xác kể ra chấm muối chứ sợ cái gì. Mợ thì cũng dám lắm đấy. Con út ông giáo hội mà lại. À tôi có ý này. Hay là mợ giảm bớt cái hạn 1 năm lại đi, rút xuống còn có 6 tháng có được không?
Tôi là tôi không có chịu được đâu đấy. Nhìn mợ có phơi phới như đoá hoa thế kia, bố thằng nào mà chịu được. Tôi có phải là tiên là Phật đâu mà mợ có bắt tôi phải ăn chay mãi như thế. Mợ mà không xóa bỏ lệnh cấm là tôi vượt rào. Lúc đó mợ đừng có ngồi mà khóc. Chết tiệt, tự dưng đang cấm lưng thành ra lại thế này. Cái tên này đúng là gian, dám dụ dẫm mợ đây mà. Kiểu này mợ phải nai nịt gọn gàng lại thôi, không chẳng chiếu cẩn thận thì tên kia dám bóc tem mợ lắm. Mợ thì đang cố giữ bản thân nguyên đai nguyên kiện cơ mà. Đã trưởng thành đâu, em chưa có 18 cha ơi. Xin cha đấy tha cho em yếu bóng vía lắm. Hôm nay cậu ba mời được một ông giáo sư là doctor rất nổi tiếng người Pháp về xem bệnh cho mẹ. Tất cả mọi người, kể cả người làm đều bị cấm vai lãng. Không ai được phép bén mảng đến gần phòng bà ba. Chỉ có duy nhất ông bác sĩ người Pháp và cậu ba mà thôi. Cậu ba không chỉ thông tuệ y khoa mà còn rất giỏi tiếng Pháp, nên vừa là người giao tiếp lại kiêm luôn cả sự phiên dịch cho ông người Pháp kia. Bà ba rất kỵ gặp người ngoài, nhưng nghe con trai nói là có bác sĩ giỏi đến thăm bệnh thì miễn cưỡng đồng ý. Ông bác sĩ sau khi thăm khám cho bà ba còn cẩn thận lấy máu đem về xét nghiệm. Đoạn ông vẫy cậu ba ra một góc và nói: tôi e bà nhà anh không phải tự nhiên mà mắc bệnh lạ. Nhìn những biểu hiện trên da, tôi đoán là bà ấy bị đầu độc mà không biết nguyên nhân cụ thể để mà điều trị. Cậu ba tái mặt không nói gì, trong đầu đã bắt đầu đặt ra rất nhiều giả thiết. Là kẻ nào đã hại mẹ cậu, khiến bà luôn tình trạng lở loét khắp mặt, dùng thuốc không có khỏi. Vị bác sĩ người Pháp tiếp tục hỏi: loại độc tố gây dị ứng da dẫn đến lở loét này được chiết xuất từ một loại cây độc. Cậu có thể dẫn tôi đi tham quan toàn bộ khu nhà một lượt được không? Dạ được, thưa giáo sư. Nói rồi anh đưa ông đi tham quan một vòng ngôi nhà. Đến đoạn hàng rào phía cuối vườn, ông nhìn thấy một loại dây leo, liền chỉ vào cậu ba: tôi nghi là cái loại cây này khiến cho bà nhà mình bị như vậy. Rất ít người biết được tác dụng của nó, nên một số kẻ xấu đã lợi dụng điểm này để hại bà nhà. Loại cây này chỉ cần tiếp xúc gần với nạn nhân cũng khiến cho nạn nhân bị dị ứng da, gây lở loét và không thể chữa lành. Tôi khẳng định đến 90% là do nó. Vì vậy cậu hãy cho người chặt bỏ cái cây này đi. Tên tiếng Việt của nó là thường xuân độc đấy. Nghe bác sĩ nói đến đâu, cậu ba chết lặng đến đó. Không ngờ trong nhà có kẻ thâm độc đến như vậy. Thảo nào chính vì không tìm được nguyên nhân, nên cho dù uống bao nhiêu thuốc, mẹ anh cũng không thể nào khỏi được. Nắm tay ông, anh khẩn khoản mà nói: dạ thưa giáo sư, ông có cách nào chữa dứt điểm bệnh này cho mẹ tôi được không ạ? Chắc chắn là có. Nhưng tôi phải đem máu về xét nghiệm thành phần độc tố chính xác rồi mới cho cậu câu trả lời được. Thời gian là 3 ngày. Thế thì tôi phải về Hà Nội ngay hôm nay. Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều ạ. 3 ngày sau, cậu đích thân thuê xe xuống thủ đô để gặp vị bác sĩ tài giỏi người Pháp. Đúng như ông ấy dự đoán, mẹ cậu đã bị dị ứng bởi chất độc của cây thường xuân độc gây ra. Gật đầu một cái, ông đi vào phòng và đưa cho cậu một loạt thuốc, trên đó ghi đầy đủ hướng dẫn sử dụng và cách dùng. Ông nói nhất định bệnh của bà sẽ khỏi. Vui mừng cảm tạ ông, rồi cậu lên đường trở về. Trên đường cậu cứ nhắc mãi về con Na. Tự dưng nó đang là một người bình thường lại đột nhiên bị câm, quả cũng lạ. Không có lý nào nó cũng bị kẻ xấu chơi bẩn, khiến cho nó không thể nào nói ra được. Như vậy thì kẻ kia sẽ dễ bể thâu tóm. Nhất định anh sẽ điều tra ra bằng được chuyện này, cho dù có khó khăn đến đâu. Cậu ba không tin ai cả, nên tự mình tận tay cho mẹ uống thuốc. Một tuần sau bệnh của bà tiến triển tốt, các vết lở loét ở trên mặt vẫn còn nhưng ít hơn, và bắt đầu ăn da non, nên cậu cũng cảm thấy rất mừng. Cậu nói sơ qua tình hình cho mẹ biết và nghi ngờ là có kẻ đang giở trò bẩn, nên tạm thời không thể để lộ chuyện này ra với ai. Bà ba cảm động nhìn con, nghẹn ngào
và không nói nên lời. Đã từ lâu, bà mơ hồ nhận ra mình không phải là tự nhiên mà bị mắc bệnh. Cũng đoán là có kẻ đứng sau hại, nhưng vì không có chứng cớ nên bà mới tuyệt đối không bước chân ra khỏi phòng và cũng không để lộ mặt mình cho ai thấy, nhằm để cho kẻ xấu không thể phỏng đoán được tình trạng hiện tại của mình. Cũng may con trai bà thông minh, tìm được vị bác sĩ có tiếng nên bệnh của bà mới có khả năng chữa khỏi. Một nét vui mừng hiện ra trên khuôn mặt xinh đẹp của bà ba. Bà mong đến ngày mình có thể tự điều tra ra kẻ luôn nấp trong bóng tối để hại người. Hôm nay mợ cả xin phép về nhà ba mẹ ăn dỗ. Cậu cả bận việc ở xưởng gỗ nên không có về được. Bà cả và Vũ Tám đi sang bên làng bên để xem bói. Bà hai đi đánh bài nên ở nhà chỉ còn mợ ba và đám người làm. Khoảng nửa buổi sáng tự dưng cậu cả mò về. Cậu vừa đi vừa chạy, ôm bụng đi ra ngoài cầu tiêu. Có lẽ cậu bị Tào Tháo đuổi. Xả xong nỗi buồn một lúc, cậu mới đi về phòng. Tự nhiên đang đi cậu lại va trúng một người. Nhìn thì hóa ra là con Tâm. Định tát cho nó một cái vì tội mắt để lên trán làm cậu đụng phải, thì cậu chợt khựng ngay lại vì có một sự phát hiện thú vị. Là con Tâm đây sao? Là con người ở nhà cậu đấy à? Cậu tưởng mình hoa mắt mới đưa tay lên rụi, thì tiếng con Tâm nhẹ nhàng cất lên. Là em đây cậu. Cậu không nhận ra em à? Là mày. Nhưng mà sao hôm nay trông mày xinh thế? Mà mày đi đâu mà lại chạy vào đây? Em... Dạ em... Cậu cả chợt nhìn sững vào khoảng ngực của nó. Con này hôm nay đúng là không bình thường một chút nào. Nó còn đánh má hồng và đánh son môi chúm chím nữa cơ. Đôi mắt lúng la lúng liếng gợi tình, làm cho cậu cũng cảm thấy lâng lâng. Con này thế mà được. Vậy mà hôm nay cậu mới nhìn ra. Công nhận nó đẹp thật. Nhìn mơn mởn thế này bố ai mà chịu được. Nó còn cố tình câu dẫn cậu khi chỉ mặc mỗi một cái áo yếm hững hờ trên người, để lộ ra một khoảng thịt trắng ngần. Chỗ phồng lên ở cái yếm kia cứ phập phồng lên xuống theo nhịp thở, làm cậu bất giác nuốt nước bọt, đánh ực một cái. Con Tâm tỏ vẻ e thẹn và nói: sao cậu lại về vào giờ này? Cậu bị mệt à? Cậu cả tự nhiên đáp theo như một cái máy. Tự nhiên tao thấy đau đầu. Vậy cậu về phòng đi, để em lấy dầu, em bóp đầu cho cậu nhé. Con cha bố tiên sư nhà nó nữa chứ. Bình thường việc này là của mợ. Nếu mà mợ không có nhà, thì cậu sẽ gọi mấy thằng nam mà lên bóp đầu tẩm quất, chứ cần gì đến nó. Ấy thế mà bây giờ cậu gật đầu cái rụp. Rồi kéo tay nó và nói: vào đây, vào đây đánh gió cho cậu mau lên. Phòng cậu có giàu đấy. Nói rồi cậu đi trước. Con Tâm lẹo đẹo theo sau. Nhưng chẳng ai nhìn thấy gương mặt nó đang đỏ lên. Đôi mắt vằn lên những tia tà mị chết người. Nó nhếch miệng lên một cái đầy ẩn ý, rồi rảo bước theo cậu về phòng. Chẳng ai biết, một con hầu đầy dẫy tâm cơ đã tự vạch ra một kế hoạch ở trong đầu. Vừa vào đến phòng cậu, nó nằm ngay ra giường, rồi giả giọng rên rỉ bảo con Tâm: đến đây đánh gió cho cậu. Nay mợ đi ăn dỗ còn lâu mới về, yên tâm. Con Tâm bẽn lẽn và nói: dạ, nhưng em sợ có người đi qua đây nhìn thấy hiểu lầm rồi về mách mợ ạ. Đóng cửa lại cho cậu. Cửa đã đóng, bố ai mà dám mở ra, dám lên mảng ra đây. Bà cả còn lâu mới về. Ông Chánh đang ở trên phủ làm việc với quan trên. Bây giờ chỉ có mày với cậu thôi, nhanh lên. Con Tâm bèn rón rén đi lên giường. Bàn tay của nó vừa xoa dầu,
vừa mơn trớn lên trán cậu. Sao mà tay nó mát thế không biết. Cậu còn nghe rõ hơi thở ngắt quãng của nó nữa. Con này đích thị là gái trinh, năm nay có 17 tuổi thôi mà. Tự dưng đầu cậu lại nảy ra một ý nghĩ đen tối. Ừ nhờ, mất chó gì của trời. Nó là người ở, mình có quyền sơi. Không sơi nhanh chân thằng khác nó sơi mất. Nó đớp mất ý, thì cứ ngồi đấy mà tiếc hủi hụi. Cậu liền nắm lấy tay con Tâm và thủ thỉ. Tâm ơi, chiều cậu một tí nhá. Thích Tâm lắm. Chẳng ngờ con Tâm cũng nũng nịu và nói. Cậu nói cậu yêu em là vì hôm nay mợ cả đi vắng phải không? Đến khi mợ về, cậu lại cho em ra gì ở đấy? Không, cậu yêu Tâm là thật. Cho cậu nhá. Cho cậu rồi nhỡ em chửa ra đấy thì làm sao? Nếu chửa thì đẻ chứ lo cái gì. Tâm mà chửa nhá là cậu lấy Tâm làm lẽ luôn. Con Tâm nghe cậu nói vậy sung sướng như mở cờ trong bụng, nhưng mà nó vẫn mở ra cái trò mèo vờn chuột và nói. Cậu nói thật không? Em đảm bảo cậu mà thả giống vợ em là chửa ngay. Ai mà tịt đẻ như mợ cả. Lấy cậu 5 năm mà chả có con. Chả ra cái mống nào. Cậu là cậu trung tình đấy. Như người khác á, nó tiễn mợ đi lâu rồi. Cậu biết. Thôi, không có nói chuyện đấy nữa. Mày mà chiều cậu, mày muốn cái gì cũng được. Nhanh lên, tí cậu cho tiền ăn bánh. Nói rồi chẳng đợi con Tâm đồng ý, cậu liền vung dậy vật nó xuống. Con này cũng chả thèm chống cự. Cái yếm hớ hanh của nó tạt sang một bên để lộ cả khoảng ngực nõn nà. Cậu nhìn mà nuốt nước bọt cái ực, rồi tốc thẳng cái yếm lên, cứ thế đưa đôi tay hộ pháp của mình lên mà nhào nặn. Nắn bóp, cho sướng cái trái đào tiên kia. Công nhận, con này mới có 17 tuổi, mà bưởi to thế không biết. Sờ đã cả tay, ăn đứt cả các con mụ cả. Cậu bắt đầu hôn ngấu nghiến lên con Tâm. Lưỡi cậu đớt đến đâu, con Tâm cong người lên đến đấy. Con này cũng kinh thật, nó bắt chiếc cả cái tiếng rên của mợ cả và cố gắng rên cho thật giống để kích thích cậu. Hàm dâu nham nháp của cậu đến đâu, nó cảm thấy một luồng điện chạy dọc cơ thể đến đấy. Bàn tay của cậu như có ma lực gây hồn, cuốn nó vào trong mê hồn trận. Lần đầu tiên con Tâm biết thế nào là tình cảm trai gái. Mới đầu nó còn e thẹn, sau cũng đáp trả cậu nhiệt tình. Bản năng đàn bà trỗi dậy. Nó bị con được kích thích nên hứng khởi lắm. Hai quả núi đôi của nó bắt đầu cũng cương lên. Cậu cứ vân vê cái đầu ngực nó như thế khiến nó đê mê. Nào đã hết một con ở mới lớn bị một người tưng trả như cậu dẫn dụ không chết đứ đừ mới là lạ. Cậu lại vụt xuống hai bầu ngực non tơ của con Tâm mút mát. Lát sau dường như không thể chịu đựng được nữa, tay cậu bắt đầu kéo tuột cái váy đục của nó xuống. Trời ạ, con này không có mặc quần lót. Ở giữa ngã ba có một chùm rau lằng lún phún, khiến như cậu nhìn thôi miên vào đó. Thế này mới gọi là trinh nữ chứ. Cậu bắt đầu đưa đôi tay như chứa đầy nhựa dính của mình nghịch ngợm lên đó. Con Tâm ưỡn người lên theo từng cú đẩy đàn của cậu. Miệng nó hồng hộc rên xỉ, chẳng khác nào một con lợn cái đến kỳ động đực. Cậu cả hết chịu nổi, liền cởi phát cái quần trên người ra. Giờ đây cậu cũng như nó, chân như nhộng. Hai thân thể lúc này chẳng phân biệt chủ tớ quấn dính lên nhau. Cái thằng nhỏ của cậu dương lên ở chiến đấu. Nó đã cương lên ngoài sức tưởng tượng. Con Tâm cảm nhận được cái vật to dài ấy đang áp chặt lên đùi nó. Miệng nó bắt đầu làm nhảm. Cậu định làm chuyện người lớn với em đấy à? Có đau không? Em sợ đau lắm. Cậu cả thủ thỉ vào tai nó những lời nịnh nọt. Không có đau đâu. Cậu sẽ làm hết sức nhẹ nhàng. Chỉ như con kiến cắn thôi. Đau mà tê tê. Lúc đầu thôi, lúc sau nó mới sướng.
nhưng lần sau nghiện thì nghiện thuốc lào ấy. Con Tâm đỏ hồng đôi má, tự nhiên nó thấy yêu cậu Quả quá đi mất. Hẳn là cậu cơ mà, nhất định cậu sẽ là cậu của nó. Mợ Cả là cái gì? Mợ cũng là con người, chứ có phải cái gì thần thánh quá đâu. Cũng chỉ mợ ta còn xấu, già hơn nó. Nó tin với cái tấm thân mơn mởn như non tơ thế này sẽ thừa sức để mà mê hoặc cậu. Nếu có chửa đẻ được cho cậu một thằng cu thì đời nó chẳng lên tiên à. Nó đang mơ đến một ngày được người ta gọi là mợ Cả. Miệng con Tâm vẫn làm nhảm. Em yêu cậu, em muốn làm vợ của cậu, muốn đẻ con cho cậu. Cậu yêu em đi, em cho cậu tất. Lúc nào cậu cần cứ bảo em sẽ chiều cậu. Tiếng cậu Cả đàng điếm vang lên. Nhất định rồi, thế bây giờ dang cái chân ra. Đôi chân nó vừa mở ra thì có Tâm cảm thấy cái vật to đen chùi chũi như cái chày kia cắm sâu vào trong người. Một cảm giác đau bút chuyển đến khiến nó bấu chặt lên người cậu. Bên trên, cậu vẫn giã gạo và liên tiếp vào người nó. Những tiếng bành bạch vang lên không ngừng. Chỉ một lát sau, có một dòng ấm nóng bắn thẳng vào người nó, khiến cho cậu rùng mình, nằm úp mặt vào ngực con Tâm thở phì phò. Vậy là cậu đã biến con Tâm thành đàn bà từ ngày hôm nay. Sau khi thỏa mãn với con Tâm, cậu đẩy nó ra rồi nói: mặc quần áo vào rồi đi ra đi, kẻo qua nhìn thấy. Để cậu thay chăn ga gối đệm rồi Tâm đem giặt cho cậu nhé. Con Tâm nhìn xuống tấm ga nhàu nhĩ, nơi ấy có một vệt máu đỏ hoen ra. Nó biết đấy là máu trinh. Đúng là lần đầu đau thật đấy, nhưng mà sướng. Nó cứ nhắm mắt lại tưởng tượng ra cái vũ khí chết người của cậu và bất giác mỉm cười. Công nhận súng ống của cậu khủng thật đấy. Nhìn không đã thấy thèm. Cậu quả là một người đàn ông chất hơn cả nước cất. Nó chợt đưa lưỡi ra liếm liếm tỏ vẻ tiếc nuối. Cậu Cả liền nói: từ mai lúc nào rảnh đi ra xưởng gỗ với cậu nhé. Con Tâm liền thận trọng và nói: ôi, em không có dám đâu. Ở xưởng gỗ biết bao nhiêu là người, dễ bị lộ lắm. Thế mỗi lần cậu thích thì biết làm thế nào? Mắt con Tâm chợt ánh lên. Điều này nó đã có dự liệu, liền không chần chừ mà đáp luôn: em thấy trong nhà chứa củi có thể được đấy. Lát em sẽ ra làm một cái ổ ngoài đấy. Tối đến đợi cho mợ ngủ, rồi cậu đi ra đây với em. Thế cậu tưởng là em sẽ ngủ trong phòng của người làm? Em vẫn ngủ ở đó, chỉ khi nào cậu cần thì em mới vào nhà chứa củi. Chỗ đó chẳng bao giờ có ai đến đâu. Cậu Cả thấy con Tâm phát hiện ra điểm tập kích, liền hào hứng và bảo: thế tối này nhá, chứ cậu vẫn chưa có hết cơn thèm. Eo, sao mà cậu tham lam thế? Mưa mới lùi hoa dập liễu một trận tơi bời xong mà đã thèm. Nhưng làm sao mà em biết cậu đến mà ra? Thế cậu sẽ giả vờ làm cái tiếng con cú giúp nhá, như thế này này. Nói rồi cậu ta giả thành tiếng cú thật, nghe giống y như thật, khiến cho con Tâm nhoẻn miệng cười vui sướng gật đầu li li, rồi nhanh tay lột cái tấm ga giường ra. Nếu ai có nhìn thấy thì nó sẽ nói là vào đi thay ga để giặt. Quả là một lý do vô cùng hợp lý. Nó ôm ga định đi ra thì bị cậu Cả lôi lại, dí nó vào tường nắn bóp một cái rồi mới buông. Bàn tay vẫn còn bóp thật mạnh vào bên trái đào, khiến nó vừa đau vừa sướng. Nó tin cậu Cả đã ăn trái cấm của nó rồi thì đố mà cai được. Kiểu gì nó cũng sẽ làm cho cậu chết mê chết mệt. Và nó tin ngày mình trở thành mợ Cả sẽ không còn xa nữa đâu. Con Hầu vừa đi vừa mơ mộng. Một ý nghĩ tinh quái được lóe lên. Đúng rồi,
để đánh nhanh thắng nhanh thì chỉ có việc mê hoặc cậu cả, và nó sẽ làm cách ly hai người. Nó phải làm cho mợ cả nghi ngờ cậu, vì nó biết là mợ hay ghen. Vậy thì mợ cứ chờ đi, mợ không đẻ được con cho cậu thì để em đẻ giúp, em sẽ thay mợ chăm sóc cậu. Em tin rằng em làm việc này còn tốt hơn cả mợ đấy. Hôm nay ở nhà buồn quá, chẳng có việc gì làm, mợ ba rủ con Hảo. Cô với mày ra ngoài vườn hái ổi đi, nhìn chín trắng cả cây ra mà chả ai thèm hái. Ôi, nhưng bữa trước cậu có dặn em ấy là không cho cô ra ngoài đấy trèo ổi đâu. Cậu bảo chẳng bay mà cô ngã xuống đấy thì khổ ra. Mà mợ nói thằng hám nó trèo cho, leo lên cây đấy làm gì, khiến nó đốt cho sưng hết cả người. Bỏ công về cậu mắng vốn em. Sợ gì, tao chỉ thích ăn ổi do mình trèo thôi, người khác hái ăn sẵn tao thấy không ngon. Còn lâu cậu mới về, đi. Con Hảo đành miễn cưỡng theo mợ ra vườn. Phót một cái, mợ ba trèo chót vót lên cây, thấy trên đầu có quả ổi chín to quá, mợ ngắt lấy phủi phủi qua, sau đó cho vào mồm cắn một miếng, miệng thì suýt xoa. Ngon quá Hảo ạ, cây ổi này ngon bằng mấy cây nhà bà mày, để tao ném xuống cho mày ăn thử nhá. Dồi ôi, thôi cô ơi, cô đừng có ném, chẳng may em không đỡ được, sưng u đầu mẻ chán lên bây giờ. Thế thì dáng nhịn thèm nhá, lát tao hái tao mang xuống cho. Hai mày trèo lên đây với tao, mỗi thằng một cành, thích lắm. Thôi, em chả có dại, cái món trèo cây này em không có ham, em sợ độ cao lắm. Người như mày cái gì cũng sợ thì làm ăn cái chó gì. Thì thoảng để ý, nếu thấy ai về thì về bảo cô nghe chưa. Dạ, cô cứ hái đi em canh cho. Khi đang mê hái ổi thì bất chợt con Hảo gọi nhỏ. Cô ơi cô, cậu về rồi thì phải, xuống thưa cô ơi, đang ngoài sân kia kìa. Mày vào trước đi, tìm cách mà nói dối rồi cô xuống. Con Hảo chợt run giọng và hỏi. Thế còn ổi, ổi để ở đâu ạ? Ngu thế, có thế mà cũng hỏi. Cứ để gốc cây ý. Thôi vào đi, cấm được nó là tao đang ở đây đấy. Con Hảo rón rén đi vào. Cậu ba thấy nó đang len lén nhìn mình với thái độ khả nghi thì bèn nói. Cô mày đâu rồi Hảo? Dạ, cô em chạy ra ngoài mua cái gì á. Lát cô về ạ. Thế cậu có khát nước không? Thế em pha cho cậu một ly bột sắn nhé. Khỏi, ta thích ăn ổi cơ. Ơ, sao lại ăn ổi ạ? Đau bụng chết. Thôi cậu vào đây, em làm ly nước chanh đường cho cậu uống. Cậu ba biết con Hảo đang bao che cho một người, cái trò trẻ con này không thể qua mặt được cậu. Chỉ một cái liếc mắt, cậu đã lìa ngay thấy có người đang ngồi vắt vẻo trên cây ổi ngoài vườn. Đã thế cậu sẽ cho chủ tớ hỏi một vố. Mặc kệ con Hảo níu kéo, cậu cứ bước phăm phăm ra vườn và nói. Đi bắt chuồn chuồn nào, nhanh lên Hảo. Tao vừa nhìn thấy một con chuồn chuồn to đùng trên cây ổi, mày có theo tao đi không? Kìa cậu. À, cậu ba ra vườn, rồi giả vờ ngó nghiêng. Đoạn à lên một tiếng và nói. Tao bắt được một đống ổi dưới đây này, ngon quá. Hảo, mày cầm món ổi này vào nhà cho cậu, để cậu giao cái cây ổi này lại. Đây chắc là có đứa nào hái trộm xong sợ quá chạy mất. Không giao lại thì kiểu gì ngày mai người kia cũng có kẻ ngóm ngọ. Thấy vậy, con Hảo lo lắng cho chủ nó. Nó đang nghĩ làm cách nào để lôi cậu ra khỏi cái cây ổi này. Cậu ấy mà giao cây lại thì mợ xuống bằng cách nào? Và quả đúng như lời nói. Chỉ một lát sau, cậu kéo theo một mớ cây ô rô toàn gai góc và bắt đầu đi vào thân cây. Hoảng quá, con Hảo run giọng và nói. Cậu ơi, cậu bỏ cái mớ gai kia đi, cậu mà để như vậy thì... Thì làm sao? Hai mày thông đồng với kẻ trộm.
Đi vào đi để cậu giao nốt cho nó xong. Bên trên mợ ba thấy không thể ngồi mãi trên cây được. Đích thị là cái tên rời giết kia đã biết mợ ngồi trên này nên mới chơi khăm mợ như vậy. Khi cậu ba định rào nốt những cái gai ô rô cuối cùng thì tiếng mợ ba cất lên. Này, cậu định cho tôi chết khô ở đây đấy à? Từ bé đến giờ tôi chưa thấy ai ác như cậu đâu á. Cậu ba lúc này mới ngước lên trên cành ổi tròn mắt và nói. Thế ra là kẻ trộm vẫn đang ở trên cây à? Chẳng phải đi đâu xa, ngồi ngay dưới gốc cây cũng tóm được trộm. Hảo đâu, cầm cho cậu cái dây chói ra đây. Cậu chói tên trộm này lại, giải lên phường chịu phạt. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện có tựa đề Hào Môn Tranh Quyền. Bộ truyện đang đi đến những chi tiết khá là đáng yêu khi mà cặp vợ chồng này lấy nhau từ khi mà tuổi đời còn rất là trẻ. Và dường như là tình yêu của họ đang bắt đầu nảy nở và rất là trong sáng. Quý vị hãy cùng với Hồng Nhung theo dõi những tập tiếp theo bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Gác Chuyện quý vị nhé. Mọi bản quyền thu âm của kênh Gác Chuyện là thuộc về kênh Gác Chuyện. Và nếu mà quý vị có nghe thấy giọng Hồng Nhung ở bất cứ một cái nền tảng nào khác ngoài kênh Gác Chuyện thì đó hoàn toàn là không phải là của Gác Chuyện quý vị nhé. Xin quý vị hãy sáng suốt trong vấn đề lựa chọn. Và bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.